Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái buổi sáng ngày 17 tháng 5 âm lịch năm Giáp Thìn. Buổi sáng xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Hôm nay cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là có những anh em người ta hỏi là trong cái thường thì mình biết là giữa năm á các bạn, giữa năm ha, thì cái mai mình nuôi á để mình cho qua trong ngày Tết á, thường thì mình phải sửa cái tàn nó lại, lấy một cái dáng nó lại. Tại sao mình làm như vậy? Và có những bạn hỏi mình không sửa tàn có được hay không? Đó là cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Thì bây giờ anh em đặt ra câu hỏi là mình để nguyên như vậy có được hay không? Đúng không? Thì mình đặt câu hỏi ngược lại, mình trả lời ngược lại là gì? Sửa tàn, con cái tàn nhẹ lại để làm gì? Trong nửa năm đối với cây mai nuôi cho bông trong ngày Tết. Thì mình phải biết tác dụng các bạn, làm cái gì? Tại sao mà mình làm vậy nó mất công không? Mất công quá. Hàng năm, nếu cái vườn các bạn ít một hai cây thì cũng nói gì? Như cái của tôi cũng tương đối thôi, chứ không phải là nhiều nữa. Mình phải sửa tàn thì mình phải tốn cái tiền công không? Thì như vậy để làm cái gì mà mình phải sửa? Cái này là cái quan trọng nhất. Mỗi một cái làm, một cái đưa phân, nó tác dụng gì? Mình phải biết. Mình xịt thuốc có tác dụng gì? Mình con tàn có tác dụng gì? Mình phải biết. Thì như vậy thì mình mới biết được sử dụng cây mai. Rồi tôi sẽ đưa vào cái tiêu đề. Mình đưa vào, đi vào tiêu đề này trước rồi mình đưa vào cái tiêu đề phân. Cũng có những các bạn hỏi là bây giờ cái mình đổi chu kỳ phân á, để mình chuẩn bị phân. Kỳ tới tôi nói kỳ rồi là mình rải gì? Hữu cơ. Kỳ này mình rải 16, 16, 8 các bạn nói. Bây giờ á, 16, 16, 8. Như vậy thì cái đọt nó đi quá, mình có thể tăng lên 3 số được không? Tức là 17, 17, 17 được hay không? Thì tôi sẽ trả lời sau. Bây giờ mình đưa vào cái tiêu đề là bây giờ hàng năm mình phải sửa cái tàn cây mai này. Tại sao mình phải làm? Nó tốn công quá mà tại sao mình phải làm? Phải làm nghe các bạn. Còn đối với những cây mai mà thí dụ người ta trồng nó lớn quá, nó cao to quá, thì cái đó thì tùy. Tại vì cái số bông nó rất là nhiều. Còn cây mai của mình là cây mai mình nó cái tạm gọi là cái cây mai tàn, cây mai bonsai. Mình nuôi chậu để mình trưng bày trong cái ngày Tết, mình phải cho nó gọn lại. Thì cái tác dụng như thế này, tôi sẽ chia sẻ phần tác dụng và các bạn xem có phù hợp với cái suy nghĩ của các bạn hay không. Thì bây giờ nè, tôi sẽ lấy cái cành này. Các bạn từ ha. Đây là cái cành mình đã cắt nè. Đúng không? Đây, cái cành này phải cắt nè, mình xem từ từ. Thì các bạn thấy thường á, cái tháng này á, đây nè, như những cái mầm mà cây kim nó nằm trong đất lá thì hiện nay trời mưa thì nó sẽ là những ra những cái mầm đọt non này nè, đúng không? Này. Nó ra cái ta gọi là cái xương cá đó các bạn. Thì đây nè, thấy không? Thì khi mình cắt cái này, tại sao mình phải cắt đây? Đúng không? Mình cắt bỏ một cái phần lớn vậy nè. Thì cái tác dụng nó là gì? Tại sao phải cắt? Nếu các bạn không cắt, đúng không? Thì cái phần này nè, nó tiếp tục nó phát triển. Mình nói riêng cái cành này thôi, nếu cây mai này mình không cắt và mình cứ đưa phân hoài hoài tới Tết thì cái cành này nè, bây giờ nó chạy ra thêm 3 tấc nữa. Đây nè, các bạn thấy cái cành này. Bây giờ nó ra 3 tấc nữa đó, nó ra tới này. Nhưng cái quan trọng là gì các bạn? Khi cái này nó phát triển, mình nói cành này thôi ha, thì cái này là cái chỗ mạnh nhất của cái cành. Nó ra đọt non, nó hấp thu, phân hướng nó hấp thu trên này trước rồi nó mới trả về. Cái phần này nó ra rất nhanh thì sao? Nó lại bên đây nó bị hạn chế ở trong này. Những cái nắp nách này nè, cách này à, đây nè, nó sẽ bị hạn chế trở lại.
nó sẽ ra chậm các bạn, nó ra chậm, nó không tạo được cái nút cái gạo nữa, bị gì nó dồn hết ngoài này nè, nó ra như vậy rồi nó đứng ra cái chút xíu nè. Thành ra khi mình cắt cái chỗ này mình bỏ nè, khi tôi cắt tới đây nè, thí dụ mình cắt khéo á, mình chừa cái nhánh này lại và cái nhánh này lại, cái này nè, đây nè, khi mình cắt chỗ này bỏ cái phần tự ngón tay cái tôi trở ra ngoài ha, thì cái này nó sẽ phát triển nè, cái này phát triển, này phát triển và cái này nó phát triển nè, đúng không? Đấy nè, thì trong cái này nè, những cái mắt này nè, nó nằm ở trong cái mắt lá này nè, nó sẽ tạo nút tạo gạo trong cái mắt lá này nè. Thì như vậy mình cắt để làm gì? Một là mình không cho nó phóng ra, nó đi trật cái dáng cành của mình. Thứ hai, khống chế cái này lại để cho ở trong này, cái xương này nè, những cái nhánh cái đọt non này nó sắp ra nè, này, nó ra thì nó đặc tàn. Nếu các bạn để như vậy, nó có hai cái tác dụng là không phù hợp. Kéo cái này nó ra, nó làm cho cái dáng của cây mai mình nó lỏng bỏng, nó như dây tết, nó dở không? À dở ha. Cái thứ hai nữa là cái lòng trong mình nó sẽ không kín, nó sẽ lỏng các bạn ơi. Được chưa các bạn? Như vậy thì cái tiêu đề đây là tôi trả lời rồi, kết thúc ha. Mình cắt bỏ cái này, như cái này cắt bỏ cái này, cắt bỏ cái này nè, thì sao các bạn? Nó dồn nhựa hết, nó mấy cái xương này nè, xương cá này nè, nó sẽ đâm tồi rồi rất là mạnh. Cái xương này các bạn thấy giờ nó chừng 5 phân à, nhưng mà nữa nó ra 2 tấc nữa, nhưng mà ở trong này nè, cái phần ở trong này còn ở trong, cái xương ở trong này nữa nó sẽ túa ra, nó làm đặt cành, đặt cái cây mai của mình hết, nó không còn trống như vậy. Và thứ hai nữa, nó không lỏng bỏng, nó có một cái dáng dấp như cái dáng thông như hay là cái hình nón để Tết cho mình chơi trong cái ngày Tết. Do đó, theo tôi, mình phải sửa tàn đối với những cây mai nuôi chậu chơi qua trong ngày Tết. Rồi, còn có những bạn chơi cây mai cũng như mình bỏ ngoài đất đó các bạn, trồng ở trước sân nhà nó lớn cái tàn vậy, thì các bạn để về Tết các bạn con lại các bạn vẫn có bông, nhưng nó không đẹp bằng mình xử lý. Do đó người ta mới bỏ cái công ra, chứ không ai mà bỏ công ra chi cho nó cực khổ, tốn tiền lắm chứ các bạn thấy này, nhiêu cái dàn mai này, cái công cũng một ngày công không biết làm rồi không nữa nè, là sạch sơ sơ nha. Do đó nhưng buộc mình phải sạch. Rồi bây giờ mình trở lại cái tiêu đề phân, thì bây giờ mình chuẩn bị phân gì để mình mua các bạn, để dành ha, cho cây mai chu kỳ 2. Thì chu kỳ 1 thì rồi mình đã, chu kỳ 1 mình bón một cử đáp là vô cơ DAB 18460, chu và một phần hữu cơ, kỳ rồi mình bỏ hữu cơ, và kỳ tới mình sẽ bước qua cái chu kỳ 2, đúng không? Thì mình bỏ cái gì? 16, 16, 8. Thì có các bạn nói rằng bây giờ có thể bỏ tăng, thí dụ như 15, 15, 15 được không? Cái kia là mình bỏ là cái gì? 16, 16, 8. Còn 15 nè, 16, 16, 8 là 3 thành phần NBK phải không? 16 16, kali là 8. Thì ba số là cái gì? Ba số là 15, 15, 15. À 16, bây giờ còn lại 15 thì nó có nhiêu? 15. 15. Lần 15 kali, tức là tăng gấp đôi lần kali. Để chi các bạn? Cái kali cái tác dụng là nó làm cho cái nó chậm kéo đọt lại. Thì các bạn hỏi bây giờ bón cái đó được không? Thì theo tôi ha, cá nhân tôi thì cái dàn 15, 15, 15 này nè, mình lấy từ cây ăn trái ra. Khi tôi làm cây ăn trái thì mình bỏ cỡ đó các bạn. Kali tăng lên 15 thôi. 15, 15 là bỏ cho cây ăn trái, cho nó vừa ngọt trái ha. Hạn chế cái đọt non đặng nó nuôi cái trái, thì thường ta bỏ cái đó. Bây giờ mình bỏ sớm quá, tại vừa rồi mình bỏ là đáp 18, 4, 6, 0 kali. Thì bây giờ mình tăng 16, 16, 8 8 kali, mình đưa từ từ. Thôi thì theo ý kiến của tôi thì tôi trả lời luôn các bạn vậy. Thôi bây giờ mình bỏ 20, 20, 15 đi các bạn. Ha? À, khoan hả, bỏ 3 số.
15, 15, 15, 17, 17, 17. Khoan, bây giờ mình bỏ 20, 20, 15. Tức là mình tăng luôn cái cả cái liều lượng. Nó vẫn còn trong cái giai đoạn nuôi lá, nuôi đọt. Mình đi cái đó sớm quá, không biết có sao không. Thì thôi bây giờ mình lấy nè, 20, 20, 15 mình bỏ ít lại. Cây hoành 25 tới 30 để các bạn chuẩn bị mua phân. Bây giờ kỳ tới nè, có thể những các bạn bình thường thì các bạn mua 16, 16, 8 để nhiều khi nó dư đó các bạn nha. 16, 16, 8 thì tôi thường tôi rải vậy. Còn các bạn nếu các bạn muốn vậy, sợ nó đi đọt nhanh, 16, 8 nó đi đọt nó hơi giãn mắt, thì bây giờ mình đi cái gì? 20, 20, 15 thay vì 16, 16, 8. Bây giờ mình đi nè, 20 tức là tăng lên 4. 4 đạm, 20 tăng lên 4 lần. 15 kali là nó tăng gấp đôi, 8 cái này là 15 thì nó tăng 7. Thì thôi bây giờ mình lấy trung bình nó đi. 20, 20, 15. Mình thay vì một cái muỗng ăn canh dung nhẹ thì bây giờ mình một muỗng canh ngang ngang đối với 20, 20, 15. Rồi, đó là cái câu trả lời tôi với các bạn là thôi bây giờ tới đó mình tới cửa phân trước tôi sẽ chia sẻ rõ hơn. Bởi vì cái thành phần phân này nè, khi mà mình chia sẻ đó các bạn, có những bạn rành chơi mai thì nắm rất nhanh, cái này nó dễ. Còn những các bạn mới chơi mai, nói một hồi tôi nói các bạn nhức đầu luôn á. Chỉ có ba thành phần thôi các bạn thấy không. Như vậy là gì? Anh em mới chơi mai, những anh em làm cơ quan nhà nước người ta không có rành, chứ không phải người ta dở hơn mình đâu. Mình là chuyên môn, mình là học chuyên, còn người ta là công việc khác, người ta chỉ cái này chỉ phụ thôi. Nãy giờ nói ba thành phần này nè, có những các bạn rối cái đầu luôn, rối đúng không. Thì thôi để tới đó mình, bây giờ tôi đề nghị là các bạn mua đi 16, 16, 8 chuẩn bị cũng được cho chu kỳ 2, hoặc 20, 20, 15 rồi tới cái ngày bỏ phân tôi sẽ chia sẻ tỉ mỉ hơn. Và những các bạn sợ đi đọt thì có thể các bạn rải phân một cái tới cái cử phân, các bạn ngưng một cử cũng được. Như vậy mình ngưng cử phân được rồi nè, các bạn thấy không. Đây là cái đọt nó ra như vậy thì thay ra phân mình ngưng, mình không ngưng thì mình rải thiệt là ít lại chút, cũng mình lấy một cử phân đúng không, được không các bạn? Được ha. Thì như vậy thì tóm lại cái tiêu đề này là gì? Hàng năm phải sửa cái tàn đối với những cây mai nuôi chậu để cho nó lấy lại một cái tàn y như là cái hình nón vậy đó, hay là người ta kêu là dáng thông hay hình chớp. Và để cho những cái khống chế cái đọt, cắt cái đọt non này, đọt này và cái đọt, cái nhánh ở trong, những cái xương cá ở trong nó sẽ phát triển lên, nó làm cho đặt tàn và đặt bông cho cây mai của mình trong ngày Tết. Đó là tiêu đề tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.